Như chúng tôi đã đề cập trong chương trình thời sự trước, việc người dân tự ý đặt các trụ bê tông ở các tuyến đường liên xã, liên thôn đang là vấn đề gây cản trở giao thông, cũng như tiềm ẩn nhiều tai nạn giao thông. Việc tháo dỡ những trụ bê tông này cần phải giải quyết ngay để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại. Tiếp tục ghi nhận về sự bất tiện này, vừa qua nhóm phóng viên thời sự đã có mặt tại khu tái định cư xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, nơi có những khối bê tông án ngữ tại đây khá lâu. Và những hình ảnh trên đã cho thấy, ban đêm khi không có đèn chiếu sáng, các trụ bê tông được người dân tự làm, không có phản quang. Các phương tiện tham gia giao thông di chuyển qua lại đây, nếu không quan sát kỹ, thì chỉ cần sơ sẩy là có thể đâm vào và dẫn đến tai nạn. Tớ đi lại ở chỗ này rất là sợ. Đến đây là không, nếu mà không ấy là nó sợ nó ấy vào đây là gây tai nạn. Theo bác thì việc đặt trụ bê tông này là của người dân thì đặt có đúng hay sai? Theo tôi thì là sai. Nguy hiểm, quá nguy hiểm luôn, hai cái cục bê tông này là nguy hiểm lắm. Mà đi lại là phải quan sát đấy nhỉ? Vâng, phải quan sát kỹ, vô tình mà rẽ đây là chỗ này nó lại là khúc cua, đường cua nên là rất là nguy hiểm ở chỗ này, là nên tháo dỡ. Này còn nguy hiểm không cẩn thận gây tai nạn chết người, quá nguy hiểm. Nhưng mà thực ra mình nghĩ là để cho ai làm như này là quá nguy hiểm. Cái này nói đúng là nếu mà làm như này là không được phép, mà là sai pháp luật. Nếu không may xảy ra tai nạn nguy hiểm thì nếu ai làm được cái này thì người đấy phải chịu. Dẫu biết việc người dân dựng trụ bê tông nhằm hạn chế xe ô tô lớn đi vào với mục đích bảo vệ con đường, giảm thiểu hư hỏng. Tuy nhiên việc mặt đường bị thu hẹp sẽ không thuận tiện cho các phương tiện di chuyển, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Ngoài ra, việc tự ý đặt các trụ bê tông này còn vi phạm pháp luật. Hành vi này là một trong các trường hợp bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2, điều 8 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008. Do đó, chính quyền địa phương cần tuyên truyền cho người dân tự giác phá bỏ các trụ bê tông ngăn đường, cản trở giao thông.